Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác. Do đó, để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lây lan rộng, gây nguy cơ dịch chồng dịch, Bộ Y tế và các tỉnh thành đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng phát triển, các đại dịch nói chung đang tăng dần tần suất xuất hiện. Tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão, đô thị hóa và di dân gia tăng là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện, lây lan và bùng phát. Trên phạm vi toàn quốc đã ghi nhận sự gia tăng các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời điểm hiện nay, thời tiết khí hậu nóng ẩm, có mưa tại nhiều tỉnh thành miền Nam và sự giao lưu đi lại của người dân cao, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bệnh do mũi truyền như bệnh tiêu chảy do virus rota, tay chân miệng, lị, thương hàn, sởi, cúm, sốt xuất huyết, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản thường có số ca mắc cao và có thể bùng phát thành dịch lớn. Bên cạnh đó, các dịch bệnh như cúm, tay chân miệng có xu hướng tăng do đang vào giai đoạn cao điểm của dịch, đồng thời khả năng xâm nhập của đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác là hiện hữu làm tăng nguy cơ dịch chồng dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, năm 2023, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới. Mới nhất là BA.2.75, BA.2.12.1 có khả năng làm giảm miễn dịch qua thời gian và có thể làm dịch bệnh bùng phát trở lại. Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trong những tháng đầu năm. Dịch bệnh truyền nhiễm nói chung thì trong thời gian trong quý 1 năm 2023 thì cái tình hình cũng như dịch COVID cũng như chúng ta tạm ổn, nhưng vẫn còn rải rác một vài ca. Còn vấn đề bệnh sốt xuất huyết thì chung những năm trước thì bệnh xuất huyết có thể là theo mùa, nhưng mà thời gian gần đây thì bệnh xuất huyết thì nói chung là nó có rải rác quanh năm, nhưng mà đặc biệt nó nổi lên là trong thời gian quý 2 và quý 3, thường là nó sẽ bùng phát vào những cái quý 2 quý 3. Thì dự đoán những cái bệnh truyền nhiễm nó sẽ diễn biến rất là khó lường. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong 3 tháng đầu năm 2023, số ca mắc tay chân miệng là 35 ca, tăng 16,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, 2 ca. Số ca mắc sốt xuất huyết là 405 ca, tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2022, 344 ca. Tổng số ổ dịch được phát hiện là 286 ổ dịch, đã xử lý 225 trên 286 ổ dịch, đạt 78,67%. Trước nguy cơ dịch bệnh, năm 2023 có xu hướng gia tăng nhằm khống chế kịp thời, không để xảy ra trường hợp ổ dịch bệnh lây lan, kéo dài. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, như kiện toàn hệ thống giám sát dịch từ tỉnh đến cơ sở để dự báo sớm tình hình các dịch bệnh, xây dựng biểu đồ, bản đồ dịch tễ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để 100% trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch, không để bùng phát thành dịch lớn, tổ chức tập huấn về quy trình giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch và các hướng dẫn về giám sát bệnh truyền nhiễm, thống kê báo cáo các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Chủ động xây dựng hệ thống cảnh báo dịch sớm, nhất là đối với dịch bệnh nhóm A đang gây dịch trên thế giới nhưng chưa xuất hiện tại Việt Nam. Chủ động giám sát, điều tra ca bệnh và tiến hành xử lý ổ dịch trong 24 giờ khi phát hiện các bệnh truyền nhiễm nhóm A xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới nổi. Giám sát chặt chẽ ca bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám bệnh và cộng đồng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để 100% trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát thành dịch lớn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát dịch trong cộng đồng, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết.
Cái bệnh truyền nhiễm thì nói chung nó sẽ diễn biến là rất phức tạp, thì người dân chúng ta nên chủ động phòng ngừa. Thứ nhất là chúng ta người dân nên là bảo quản, nói chung là giữ gìn vệ sinh cá nhân, rồi cũng như là thường xuyên sát khuẩn tay, rồi ăn uống điều độ, luyện tập thể dục để cho sức khỏe mình có sức đề kháng để chống lại những cái bệnh truyền nhiễm. Còn những vấn đề khuyến cáo người dân và cũng như là khi mà trẻ em chúng ta cũng nên mình cũng phải chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, như là cho trẻ em nó nhỏ những nơi thoáng mát, rồi thường xuyên rửa tay rửa chân bằng sức thực hiện bằng những biện pháp bằng những cái thuốc sát khuẩn thông thường để nhằm phòng ngừa được cái các bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị khán giả, ngoài các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong khi đó, hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao, chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tổ chức đánh giá cấp độ dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch. Chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị, tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè hiệu quả, ngoài nỗ lực của các cấp ngành, ngành y tế tỉnh cũng khuyến cáo người dân nêu cao ý thức trong việc đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Khi phát hiện bệnh, không tự ý điều trị tại nhà mà đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh lây lan. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người được phát sóng lúc 16:50 các ngày Chủ nhật, tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.